Ngày 26 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển 34 bánh heroin lúc 20 giờ ngày 25 tháng 6 tại đường tuần tra khu vực gần mốc 792, đường cách biên giới Việt Nam-Lào khoảng 300 m thuộc địa phận thôn Lệch, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Theo đó, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Vương Văn Đức, 40 tuổi và Lã Thị Thúy, 48 tuổi, cùng trú xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Bước đầu điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ tang vật thu giữ là chất ma túy dạng heroin. Ngày 26 tháng 6, ông An Ngọc Tân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có trình báo với công an về việc các đối tượng xấu đốt 2 xe máy của cán bộ bảo vệ rừng tại đơn vị. Trước đó vào sáng 24 tháng 6, một tổ công tác gồm 3 cán bộ của công ty sử dụng 2 xe máy để tuần tra bảo vệ rừng tại tiểu khu 41. Do khu vực có địa hình đồi núi không thể di chuyển bằng xe máy nên tổ tuần tra để xe máy dưới chân đồi, tiếp tục tuần tra khu vực. Tuy nhiên khi quay trở lại thì cả hai chiếc xe máy đều bị thiêu rụi trơ khung. Cũng theo ông Tân, trước đây một số đối tượng từng đốt chòi canh của công ty để đe dọa cán bộ bảo vệ rừng. Trong vụ việc này, ông Tân nghi ngờ những người lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy đã gây ra vụ việc. Công an tỉnh Cao Bằng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, đội kiểm soát hải quan vừa triệt phá chuyên án bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin. 2 đối tượng trong vụ án cùng trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng là Chảo Trần Khen sinh năm 1989 ở xóm Nà Mí, xã Lý Bôn và Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1988 trú tại Bản Đuốc, xã Yên Thổ. Trước đó vào đầu tháng 6 năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện ở địa bàn huyện Bảo Lâm xuất hiện đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên qua Hà Giang đến Cao Bằng, sau đó vận chuyển ra nước ngoài để tiêu thụ với số lượng lớn do đối tượng Chảo Trần Khen cầm đầu. Sau quá trình theo dõi mật phục, lúc 1 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng có hành vi nghi vấn tại khu vực xóm Khủi Vinh, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát bắt giữ các đối tượng cùng một túi ni lông màu đen. Bước đầu Khen và Thọ khai nhận bên trong túi ni lông màu đen mà Thọ ôm theo bên người có chứa 10 bánh heroin. Ngày 26 tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Sóc Phôn, 34 tuổi, trú tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, về hành vi tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, và Nguyễn Công Thuận, 27 tuổi, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng cuối tháng 9 năm 2022, trong lúc mua ma túy của Phone để sử dụng, Thuận đặt vấn đề cần bán súng thì Phone đồng ý mua khẩu súng rulo hiệu ZM05 và 6 viên đạn. Sau đó Thuận liên hệ với Thạch Ngọc Kim, 23 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, đặt mua súng và đạn bán lại cho Phone với giá 8,5 triệu đồng. Sau khi nhận súng, Phone đem bắn thử thì súng không nổ. Phone yêu cầu Thuận đổi lại súng nhưng Thuận từ chối nên Phone đem súng đi cất giữ để bán lại kiếm lời. Cuối năm 2022, Phone được một người đàn ông tên Sáng liên hệ qua Zalo đặt mua ma túy. Phone đồng ý và giới thiệu có khẩu súng. Sáng yêu cầu khi giao ma túy thì mang súng theo để xem. Trên đường đi giao ma túy cho Sáng, Phone bị công an huyện Tri Tôn phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ gồm trên 29 gram ma túy đá, một khẩu súng rulo hiệu ZM05 và 6 viên đạn. Riêng đối tượng bán súng cho Thuận là Thạch Ngọc Kim hiện đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố tạm giam cũng về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Sáng 26 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Quang, 26 tuổi, ngụ ấp 4 xã Phước Đông, huyện Cần Đước để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Quang nhiều lần đi ngang nhà bà L, 52 tuổi, ngụ cùng xóm thuộc ấp 4 xã Phước Đông, nhìn thấy bà L đeo sợi dây chuyền trên cổ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Biết được bà L thường sang nhà hàng xóm chơi đến khuya mới về nên Quang chờ thời cơ ra tay. Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6, Quang cầm cây nấp vào đoạn đường vắng chờ bà L. Khi bà L đi ngang qua, Quang đập bà ngã xuống bất tỉnh và nhanh chóng lấy sợi dây chuyền rời khỏi hiện trường. Ngày 26 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Đắk Lông, tỉnh Đắk Nông cho biết đang điều trị theo dõi 11 trường hợp ngộ độc thực phẩm sau bữa cơm trưa tại gia đình một hộ dân ở xã Đắk Trờ Măng, huyện Đắk Lông. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 24 tháng 6, gia đình ông Mùa A Chài, 42 tuổi, trú tại xã Đắk Mờ Trăng có 17 người cùng ăn cơm trưa. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, một người xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, có 11 người phải nhập viện cấp cứu. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân đều dùng cơm trưa với cơm trắng, thịt heo luộc, rau cải luộc, muối ớt và nước yến nha đam. Các loại thực phẩm được chủ nhà mua tại chợ Quảng Khê, huyện Đắk Lông vào chiều 23 tháng 6 và cho vào tủ lạnh để qua đêm trước khi mang lên rẫy nấu cơm trưa cho nhân công. Trung tâm Y tế huyện Đắk Lông đã lấy mẫu các bệnh phẩm, thực phẩm gửi đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ ngộ độc.